qua tới Trì Danh. Trì Danh thì niệm A Di Đà Phật đó, thì cái chỗ này là chỗ mà chưa hiểu học hàng mấy năm. Thì thí dụ mình không hiểu Trì Danh thì cái miệng mình niệm Phật và cái tâm mình thì biết là phải có Đức Di Đà trong tâm thì mới vãng sanh. Tại vì cái công thức là như vậy, thì mình phải nhớ ngài, thành ra mình lẹm qua quán rồi, mình đã tu quán rồi, tại vì mình không có thể niệm ra ngài được, mình phải dùng tâm mình nhớ, thành ra mình rất khổ. Một mặt thì nhớ, một mặt thì niệm, một mặt thì nghe, đàm hoài không được. Mà nói thì danh là dễ, cho nên từ từ chỉ hiểu tu chỉ hiểu nó á, thì ra là mình thiếu sót một chút thôi. Mình đừng có đem tâm dụng tâm vô nhớ ngài, mà dụng tâm vô nghe Phật, nghe cái tiếng này nghe cho sâu, thành ra nhớ nó dễ lắm. Còn người ta không hiểu, người ta dùng tâm nhớ thì nhớ được 1 giây 2 giây lại mất, mình thấy rất khó, là tiếng Phật lại không biết làm sao, thành ra tu hoài tu không được. Còn người không có rành đó thì chỉ biết niệm Phật không có nhớ gì chứ, chỉ biết niệm Phật, anh niệm như vậy thì toàn là vọng tưởng bên trong. Mà cái pháp tịnh tâm là anh phải đem ngài đem đặt trong tâm, anh bây giờ không đem ngài vô cứ đọc không à, thành ra là anh tu trì danh mà anh là niệm ngoài miệng không à, niệm mà trong tâm trống trơn không có gì hết đó. Thì ý thức nó làm sao đem vô được, nó muốn đem hạt giống vô làm sao đem vô mà lại không cảm ứng được. Cho nên người ta nếu mà học không khéo thì dùng tâm để nhớ là rất mệt, đó là chỉ là trải qua hết, không có phải dễ đâu, không có cần. Giống như mình đọc anh Kiệt, anh Kiệt, anh Kiệt, đọc thật rõ là anh Kiệt trong tâm, đâu cần nhớ anh, phải không? Mình đâu cần nhớ anh Kiệt chứ, mình cứ đọc đi mình sẽ nhớ, đâu có cần dùng anh Kiệt là như thế nào, phải ráng nhớ anh. Mình sai rồi, anh làm gì anh mệt lắm đó. Anh không cần, anh cứ đọc anh Kiệt, anh Kiệt, đọc hồi anh nhớ, nhớ anh Kiệt không à, không nhớ người khác được. Mà phải đọc kiểu nào kìa, chứ phải đọc thường đâu, không cần. Bởi vì trì danh là trì ra Đức Phật luôn, mà trì ra tính nguyện hạnh, trì ra hết, bằng như quán tưởng luôn vậy đó. Trì một cái là toàn cảnh giới Phật trong lòng mình hết rồi. Đó là trì danh là dễ nhất, mà anh đâu cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương, không cần dùng cái tâm mà đi quán hay đi nghĩ đâu. Nếu mình nhắc cái người nào đó, mình nhắc đi, mình nhắc cho sâu cái người đó trong tâm mình hoài nha, đâu có cần phải đem nhớ. Ăn thường biết cách nhắc gọi là trì danh, mà trì ra như là quán tưởng vậy đó, trì ra thế giới Phật ở trong lòng hết rồi. Thì ra niệm á, từng câu từng chữ phân minh, niệm cho sâu, niệm cho tới mà trong tâm nó hoàn toàn là Phật Di Đà. Các vị có thể niệm được, nhưng mà phải để ý, nếu mà niệm không sâu á thì nghe cái âm thanh nó rất rõ mà vẫn là trống trơn à, là chưa chưa có tu được đâu. Phải niệm cho rõ ràng mình đang nhắc nhắc anh Kiệt, rõ ràng là anh Kiệt giống như vậy đó. Giống như là quán Thế Âm, mình phải đọc cho rõ ràng mình thấy là mình đang nhớ ngài, mình đâu cần nhớ đâu, mình đọc rõ mình nhớ. Qua Địa Tạng thế coi, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, mình nhớ ngay không à, đâu cần dùng tâm thức gì, mình đọc cái âm thanh đó cho phân minh, mình dùng cái tâm mình để ý vô cái âm thanh đó, mình sẽ thấy ngài Địa Tạng không vậy đó. Qua Đại Thế Chí cũng vậy, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mình đọc cho sâu ở Đức Đại Thế Chí mình nhớ ngay không. Mà Đại Thế Chí thì không phải là Quán Âm, không phải là Địa Tạng, chỉ có một vị Phật là một vị Bồ Tát trong tâm thôi, không có hai vị một lượt được đâu. Cho nên có Đại Thế Chí thì không có những vị khác, thành ra mình A Di Đà Phật, tại vì người ta đọc đọc suông quen rồi, bây giờ đọc A Di Đà Phật không để tâm gì chứ, thành ra là không có Phật gì hết. Mà đọc qua Thế Chí Quán Âm thì tại nó mới, đọc ra để thấy liền, gọi là học hư rồi. Làm thành cái thói quen hư rồi, cái thói quen này phải sửa, đừng niệm như thế. Niệm phải rất phân minh thì niệm, niệm là Phật, toàn cảnh giới Phật trong tâm. Nếu mà niệm thật phân minh không có vọng tưởng đâu, không có vọng tưởng, tại vì cảnh giới mà nó là cái mạt na giải thức, nó liền thấy Phật không, nó không thấy cái khác được. Tại nó là cái âm chạy ra ngoài đi kiếm đồ, bây giờ mình cho nó chạy kiếm Phật, nó chạy được, nó giỏi lắm, nó giỏi lắm, đừng có sợ, nó giỏi lắm, nó rất tinh vi. Mình cho nó đi kiếm Đức Di Đà nó kiếm được đó, thì cũng hay cảm ơn nó. Nó là tai họa mày làm cho tao đầu thai biết bao nhiêu kiếp, cũng là chính nó giúp mình đi Tây Phương. Chứ thức thứ 8 làm sao một mình làm được,
Thứ tám không có ý kiến. Anh sao tôi chịu vậy à? Thức thứ tám mới là tâm của mình. Thức thứ tám nó chịu đựng hết tất cả vậy. Nó tới trái trước, đi đi sau. Mà khi thức thứ tám nó mất á, thì nó vô thân trung mắm. Xong từ thân trung mắm nó mới qua bào thai người mẹ được. Nó không đi thẳng vô bào thai người mẹ. Nó mất cái thân này nó liền qua thân trung mắm. Thân trung mắm là một cái thân mà không biết nó đang như thế nào. Thì đó là các ngài có giảng nhiều. Đại khái là nó một cảnh giới của tâm. Nó cũng có thân, nó cũng có thấy. Nó thấy chứ. Nó biết cha mẹ chứ. Nó mới vô bào thai được. Nhưng mà qua cái thân trung ấm đó, có thể nhanh, có thể chậm. Chậm nhất là 49 ngày. Nói chung là ta học cái này, ta sẽ hiểu rất nhiều. Hiểu cách tu hành, làm sao. Tịnh tâm là gì? Là nhớ một Đức Phật, về thế giới của một Đức Phật. Đem nó bỏ vô trong tâm. Ngày đêm không quên. Làm như con thơ nhớ mẹ. Mà có bốn phương pháp để đem vào. Pháp của trì danh là chỉ đọc âm thanh có thể đem vào được. Không cần quán tưởng, không cần dùng tâm gì. Đọc cho rất sâu xa, đọc anh Kiệt, đọc cho rất rõ là liền thấy anh Kiệt không? Đó là cái bài giảng. Thì mình thực hành mình sẽ thấy là mình phải niệm cỡ nào thì mới vô đây được. Còn mình cứ sơ sơ rồi, cái tâm mình làm sao mà tu được. Mà đa số người niệm Phật có niệm mà không hiểu gì đâu. Chỉ biết niệm hy vọng ngày nào đó nó thuần thì đỡ. Mà hy vọng hoài sao cả chục năm mà không thấy nó thuần. Cứ thấy nó lan man như vậy. Còn cái kia là Phật không. Phật không mà tới quen thì các ngài nói ứng nghiệm tự ông biết. Ông sẽ biết là lợi ích là vô lượng vô biên. Tự ông biết chứ không phải là gạt ông. Ông tu kiểu này thì ông sẽ biết là cái giống như là cái thành tựu có ngay chứ không phải là một cái niệm Phật mơ màng như ông nghĩ là hy vọng vãng sanh đâu. Đó là cái sự thanh tịnh lạ lùng tại vì ngài đã ngự trong lòng ông. Cũng như người cái ông mà quán nó ra quán Tây Phương mà đi như con hạt vậy đó. Cái tướng đi đó là từ tâm quá thanh thoát mà ra. Chứ không phải là mình muốn đi như con hạt mà được đâu. Cái tâm của ông quá thoát từ cái thế gian này, thanh tịnh quá. Cho nên mình cứ hiểu được phương pháp thì mình dùng cái âm thanh đó. Chỉ là cái âm thanh đó và cái tâm thức thôi. Miệng đọc ra phải phân minh, cái tâm phải đón nghe. Nghe cho tới mức đó là Đức Di Đà, chứ không phải nghe 8 phần mà được, nghe tới 10 phần. Nghe 8 phần vẫn chưa phải là Phật, vẫn mơ mơ màng màng thì vọng tưởng không. Nghe phải đem hết lòng mà nghe để mà, tại vì bí quyết là đem ngài vô tâm. Không cần nhớ, cứ đọc, đọc sẽ đem vô được. Thì khỏe không? Còn mình nhớ, nhớ được mấy giây? Thì quên liền á, còn đọc cái này câu nào cũng là Phật đó, sao quên được? Còn đem nhớ, nhớ được không lâu. Không lâu đâu, rồi nó mất à. Cái này đọc câu nào là Phật của đó. Thành ra cả ngày toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Ở trong lòng toàn Đức Di Đà, trong thức thứ 8, toàn là Phật không. Thì ngài sẽ tiếp dẫn. Đó là cảm ứng, đó là pháp tu hành. Đây là hết rồi. Pháp trì danh dễ thế như vậy. Chỉ ý là nghe thôi, nhưng mà phải dùng cái tâm để mà nghe, chứ không phải dùng cái lỗ tai đâu. Lỗ tai nghe không ra được đâu. Tuy là lỗ tai nhưng mà tâm thức nó phải cộng với lỗ tai đó rất sâu xa. Chỉ dùng cái sự chuyên tâm của mình để mình nghe. Cũng như mình muốn nghe người ta nói lén mình, mình phải dùng hết tâm để mình nghe. Nghe tới con mắt không thấy đường luôn. Giống như là mình lắng tai nghe người ta nói lén mình, mà cái tâm nó lắng tai nghe, nó chứ không phải lỗ tai không đâu, mà nó nghe tới con mắt nó mờ luôn á, nó nghe tới nó quên hết trời đất luôn á. Nó phải nghe như vậy thì nó mới nghe được người ta nói cái gì. Tiếng Phật hiệu anh phải nghe tới con mắt anh không thấy đường luôn á, nghe cho tới con mắt anh nhắm thích lại luôn á, chứ không phải thường đâu. Nghe phải nghe như vậy, chứ nghe thường quá thì nó đem bao nhiêu đồ bất tịnh vô đây mà. Anh nghe vậy thì sao mà anh tu được? Cho nên phải dùng tâm mà nghe, nghe cho sâu xa thành ra Phật. Nghe như vậy ra thì câu nào cũng là giải thoát. Tiếng nào cũng chất lượng. Khi mà mình nghe nó sâu như vậy, tức là mấy cái căn kia nó nhiếp. Nó không có làm gì được hết.
nó muốn thấy nó cũng mờ luôn, nó không biết đường nó là chỉ còn cái nhĩ căn, đúng như vậy, đó là dùng nhĩ căn mà nhiếp sáu căn là vậy. Nghe cho tới mà sâu quá rồi nó bay hết bao nhiêu thứ rồi, nó không còn Phật không.